Hồi trưa anh em, thì như nhiều anh em á, rất là hỏi Minh là MT15. Thì bây giờ Minh mới về một con thôi và Minh ưu tiên cho anh em để quay clip cho anh em lựa nha. Những anh em nào gọi đầu tiên á, thì Minh sẽ để cho anh em con xe này. Thì con xe này thì nói điều đầu tiên ha là mới mua vài tháng thôi, mua vào ngày 3 tháng 12 năm 2020. Xe biển số là ở 93C1 tỉnh Bình Phước nha anh em. Đó, xe này ở tỉnh Bình Phước và hiện tại mới đi có 6.000 cây thôi, mới mua mấy tháng thôi. Thì Minh bán con này với giá 61 triệu và đồ chơi trên xe rất là nhiều. Rồi bây giờ anh em ngắm xe nha, ngắm xe rồi mình sẽ vào review xe. Ok anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ vào chi tiết chiếc xe để anh em ở Bình Phước hay là ở 93 đó thì anh em mua nó dễ hơn ha. Thì xe này mình sẽ bao ký giấy cho anh em nha. Đó, ký giấy tờ cho anh em là hỗ trợ anh em hết nha. Còn anh em muốn sang tên thì đó là quyền của anh em. Đó, còn mình sẽ bao ký giấy cho anh em. Rồi tiếp, sẽ bao quay đầu luôn, có nghĩa anh em đi thời gian anh em muốn đổi con khối lớn thì mình sẽ bao quay đầu cho anh em, hoặc là anh em muốn lại, muốn bán lại mình có thể mua xe nha. Đó, nói chung là hỗ trợ anh em hết mình. Rồi, đầu tiên là lên cái mão ha. Đầu tiên xe này có lên đồ chơi là có lên cái mão này. Rồi tiếp theo là bảo vệ phục trước nè. Đó, xe rất là đẹp, bảo vệ phục trước. Vỏ còn nguyên chỉ luôn nha anh em, chỉ còn nguyên luôn, gai không sót một gai nào. Anh em có thể đếm gai nha, thiếu một gai là trừ 100.000 nha anh em. Không chơi thôi. Rồi. À, bảo vệ két nước titan nè. Cái này có thể là nó là titan thiệt hoặc là giả titan. À. Rồi. Tiếp theo là có lên chống độ để bảo vệ xe khỏi chày nè. Xe lên nói chung là đủ đồ chơi bảo vệ luôn. Rồi. Cái này là dán hay là ốp đây ta? Mới lấy về chứ. Dán carbon. Không. Dán đâu mà sắc sảo vậy? Cái này là nhúng luôn á. Nhúng rồi. Không có dấu dán. Cái này là cái dè carbon luôn rồi, carbon luôn á. Đó. Rồi. Coi cộng sơn nè, xe mới có khác, mới tinh luôn. Cộng sơn này soi gương luôn được anh em, thấy chưa? Soi gương luôn nè. Rồi, nữa, đó là bảo vệ bình xăng nè, khỏi chày. Thấy chưa? Đây. Rồi, tiếp theo là giá đỡ điện thoại. Anh em có thể vừa chạy xe, vừa coi phim luôn. Rồi bật bản nhạc lên thiên đàng nè. Đó thì cái này là giá đỡ điện thoại ha, để anh em coi Google Maps thôi. Chứ anh em đừng có nghe lời tôi suốt vậy nha, là lên đô đây coi phim nha. Là tự động cái anh em đang chạy là cái nhạc vu quy lên thiên đàng này luôn á. Cái này chỉ để coi Google Maps thôi nha. Rồi xe chỉ vậy thôi á, chìa khóa là em giữ đúng không? Đây đưa cho anh mượn chìa khóa đi camera. Anh đề máy cho anh em nghe cái. Rồi vô giới thiệu thêm vài chiếc R15 nữa. Vậy thôi anh em khỏi nghe tiếng máy, xe này nó mới mà. Bojin. Thiếu cây bô nữa là ngon ha, lên cây bô đó là ngon. Rồi thì tiếng máy Jin thì anh em cũng biết rồi. Thì để tiết kiệm thời gian mình vô, mình còn rất là nhiều R15. Giống như con này biển số 47 nè. Con này hiện tại mình bán giá 55 triệu nè. Bao cái giấy cho anh em luôn. Cũng có chống đổ này nọ luôn á. Con này chưa rửa chưa gì đó. Chợ sáng rồi đầy đủ luôn rồi, vô tiếp. Z8 biển số Sài Gòn nè. 165 triệu nha anh em. Có bộ độ đầy đủ luôn nha anh em. Biển số Sài Gòn nha anh em. Bộ độ xi nhan bảo vệ các nước, chống đổ đầy đủ luôn. Đây cho anh em nghe tiếng bốn máy nè.
quá ghê. CBR 250, con này chưa rửa luôn anh em. Mình có đăng bán là chỉ có 120 triệu thôi, có bộ độ đầy đủ luôn. Bộ độ chống đổ rồi lên đồ chơi là cũng nhiều lắm luôn á, đếm không hết luôn. Anh em phải qua tận nơi để anh em xem xe thì anh em mới biết được, nó lên nhiều đồ chơi lắm. Nhưng mà máy rất là ok, máy mới lắm luôn á. Rồi con này biển số con này mới rô đai xong nè. Không, con này biển số 63, mới rô đai xong 1000 cây luôn, cũng mua là cuối năm 2020 luôn. Mua xong rồi dựng chơi Tết rồi bán nè, mới rô đai xong luôn, vỏ là còn full luôn. 1000 cây đúng luôn. 60 triệu cho anh em. Rồi, con này là khách lét qua lấy rồi, con gệt ít này là chút nữa khách qua lấy nha. Con này biển số Sài Gòn 56 triệu nha anh em. Biển số Sài Gòn màu đen, có chống đổ, có xi nhan mũi tên. Rồi con này lên full đồ, mình sẽ quay clip sau. Con này full đồ luôn, lên dàn áo phân khối lớn. Rồi mình sẽ quay clip sau. Con này mới có 2000 mấy thôi. Còn con này CB500F đó, 130 mấy triệu thôi. Còn con này lên full đồ mình sẽ lên clip sau. Quay con này nè, con này lên R6 đẹp lắm. Mình sẽ quay con này với con kia là so sánh với nhau á. Đây. Con này thì 62 triệu thôi nè. Lên full đồ, đồ zin còn đủ nha. Nói chung là đồ zin còn full hết. Nó lên bình xăng R1 nè. Nói chung là đồ zin của nó là còn đủ hết luôn, không có thiếu một món nào luôn. Đó, có nghĩa anh em thích, không thích thì anh em về zin. Giá này giá bán như xe zin rồi mà xe có đồ chơi quá trời luôn. Rồi, Ninja 400 thì khách đã cọc rồi nên không có bán được. Bán được là chủ xe giết tôi chết luôn á. Chủ xe là mất tình anh em liền. À. Rồi. Ở đây để ngồi nói chuyện anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker nha. Chúc anh em có một ngày làm việc thiệt là vui vẻ. Và anh em nào muốn ghé thay nhớt bảo trì xe thì cứ ghé Minh luôn. Địa chỉ là anh em phải nhớ nha, lưu ý nha. Anh em phải bấm là 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 là sẽ ra Google Maps chạy tới thẳng nhà tôi luôn. Đó. Ở đây có bảo dưỡng thay nhớt, làm đầy đủ mọi thứ luôn cho anh em luôn. Nên anh em đừng có lo ha. Rồi ok anh em, nhớ like và đăng ký kênh.